Từ để tôi coi quay của ông review bóc cái máy này. Đấy. Đây là Kaper 2 chiều. 9.000. Máy 2 chiều. Nhưng mà giá của nó đang là hiện tại nó đang bằng giá của máy 1 chiều. Ơ cái đấy không được, không được, cái này chưa bóc nữa. Cái này bây giờ nhá, ông bây giờ ông lộn ngược lại, ôm cả vỏ, lộn ngược lại. Lộn cả vỏ, lộn ngược lại thì xong rồi là nhấc cái vỏ ra thế là nó ra mà. Đấy. Không là như thế. Đấy. Đấy. Chính là như thế đấy. Đấy. Thế là nó có khiển này. Đấy. Lấy cho tôi cái mã kích hoạt bảo hành nhá. Đấy. Bảo hành. Đấy. Kích hoạt bảo hành ấy. Giờ tôi sẽ kích hoạt bảo hành tí tôi kích hoạt. Chuyển đấy. Bỏ hết ra đây. À. Có ốc nhỉ? Có ốc trong cục nóng hay sao ạ? Cái nhà này có trần nó còn mát tí. Cái nhà thằng Mạnh nó luộc như cái lò. Nắp cái máy nhà nó xong. Thế thôi. Đấy. Đấy. Con cover này là vẫn là coi như là. Ừ, không, nhưng mà chưa mở. Mở lên tí nữa, chưa mở. Đấy, bây giờ ông bóc cho tôi cục nóng này. Nó bỏ bố nó chuyển máy. Không, bây giờ ông nhấc cái vỏ ra. Nhấc vỏ ra. Đấy, đấy. Đấy, bây giờ ông gấp cái vỏ vào. Thế cho nó gọn đi, xong vứt cái này ra ngoài đi. Để tí làm cái chỗ nót, vứt hết này ra. À, vứt xuống đây, để làm nót đây tí nữa. Đấy. Đấy, máy đây. Bây giờ ông nhấc cái máy này, nó sẽ có ốc át với này. Đấy, nhấc đi, nhấc đi. Nhấc hẳn lên. Chắc lên ra ngoài, đấy, nước ra, đấy, nó ở trong đây này. Có ốc không? Ông nhìn trong này có ốc không? Trong cái túi này này. Đấy, ông nhìn vào đồng vàng óng nhá. Copper đã làm đồng vàng óng, không có ốc rồi. Không có ốc rồi. Nó cho này. Ừ, nó cho cái đấy mà. Thế nên tôi bảo là chỉ cần mang một cuộn đi là thừa. Cái này gì? Cái này là cái thoát nước của máy 2 chiều, rồi nó có một cái thoát nước cục nóng. Đấy có ốc ở đấy không? Không có ốc rồi. Đây là giác co đồng thôi. Không có ốc ở đấy rồi. Đúng không? Cái này cái gì? Không có ốc vít. Cái này là bột mắt tít. Để như cái nhà thằng Mạnh nó hở như ông đục nó hở đấy thì bố cho bột để vào nhưng đây nó lỗ sẵn rồi không phải cho. À, được chưa? Nó hở cái ống đồng đây, không có cuốn được đây. Thì cho vào, nhưng mà cái này thì đây nhà mình để sẵn lỗ rồi. Thôi quạt bỏ ra đi không là chật lắm mà không làm được đâu. Đấy, nó chỉ có thế thôi, nó không có ốc kia nhỉ. Nó không có mấy cái con sâu lở 8 ấy nhỉ. Nhờ. Bây giờ cái này để trong này tôi làm trong này. Quay đi. Còn cái châu trong nhà thì ông làm trong nhà. Đấy. Mà con này là con mày, con này nó lại 2 chiều nhỉ. Con này được 2 chiều thế mới sướng. Lại giá là 1 chiều. Hay là mai sang lấy một cái về nhỉ? Không biết nó còn không ạ. Mai lại sang lại còn hàng 1 chiều. Không, nó kiểu nó. Như bình luận đúng không? Hả? Cái gì? Ngược nó còn gì nó kệ, không sao đâu. Phải để thế, phải để được. Đấy, kết quả sau khi lắp đặt đây. Đấy, chạy gù gù. Khá đẹp luôn. Ôi. Các bạn thấy có thế nào? Ok. Đấy quá rồi các bạn. Xem mặt Mạnh bên trong. Lạnh chưa? Hả à? Lạnh căm ấy. 26 độ lạnh căm rồi. Mới vượt qua 26 độ rồi. Máy mới mà. Đồ hả? Đồ mới nó phải thế. Mới lại cái phòng này nó mát rồi. Phòng này có trần nó mát sẵn rồi. Mấy cái bọn phòng ở trong ngoài này nó mát hơn phòng này. Thế à? Nhà mặt đường bên lại nó không có ha, không có mái che xong rồi hai bên nó lại trống, hiểu chưa? Hai bên nó trống là nó nắng chiếu vào tường, nó nắng vào tường.